Đây là bài 9 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp Build Trust 1 của Hội quán Tam Thế. Đi chiều khở, vừa lái chia sáu xa. Bài 9, tôi đến giới thiệu một chút. Hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Em trai. Đi đi. Kia là ai? Nà sư sấy? Phóng viên, nhà báo. Chỉ trở. Quý tính của anh. Nhín quầy xỉn. Tên là Lục Vũ Bình. Chào Lù Vũ Bình. Quen biết anh rất vui. Rèn sử nín hẳn cao xỉn. Học sinh của Học viện Ngôn ngữ. Ngữ yến xuyên yuan de xuyên sang. Học sĩ. Xin sở mơ. Canada. Canada. Học tiếng Trung. Xuyên xí hài yu. Ký túc xá của Vương Tiểu Vân. Wang Xiaoyun de su sơ. Mời ngồi. Chỉnh zuo. Có đang ở đây không? Zài ma. Xin lỗi. Đuổi bù chỉ. Không biết. Bù chứ đạo. Không sao. Mấy quan xỉ. Tạm biệt. Zài jiàn. Tiểu thư. Xiao jiè. Nhà ăn ở đâu? Chán tiếng zài nàr. Số 204 tầng 2. 2层204 号. Không cần cảm ơn. 不用谢. Tống Hoa. Sùng Hóa. Ở đây, ở chỗ này. 在这儿. Mình đến muộn rồi. 我来晚了. Hãy nghe từ Lưu Minh, tên của thầy giáo trong đoạn hội thoại. Liễu miếng. Liễu. Liễu. Miếng. Miếng. Liễu miếng. Liễu miếng. Thầy giáo Lưu. Liễu lão sư. Liễu lão sư. Thầy giáo Lưu Minh. Liễu Minh lão sư. Liễu Minh lão sư. Hay nói, em chào thầy. Lão sư nǐ hǎo. Cũng có thể nói, lão sư hǎo. Hay thử nói hai cách, cháu chào bà ngoại. Ngoại bố nǐ hǎo. Ngoại bố hǎo. Bây giờ hãy nghe từ bạn học. Thống xuế. Thống. Thống. Xuế. Xuế. Thống xuế. Thống xuế. Các bạn học. Thống xuế mà. Thống xuế mà.
Đây là các bạn học của tôi. 这是我的同学们。这是我的同学们。 Đây đều là bạn học của tôi. 这都是我的同学。这都是我的同学。 Hãy nghe cách nói chào các em. 同学们好。同学们好。 Chúng em chào thầy. 老师好。老师好。 Đây là cách hay chào khi lên lớp ở Trung Quốc. Hay nghe từ giới thiệu. 介绍。介绍。介。介。绍。绍。 介绍。介绍。 Thanh 4 và thanh nhẹ. Hãy nói lại giới thiệu. 介绍。介绍。 Hãy nói từ đến. Lái. Lái. Âm Hán Việt là lai. Từ này đã học trong từ chia lái. Mời vào. 请进。请进。 Hãy nói tôi đến. 我来。我来。 Tôi đến giới thiệu. 我来介绍。我来介绍。 Anh đến giới thiệu. 你来介绍。你来介绍。 Chúng tôi đến làm quen. 我们来认识。我们来认识。 Hãy nhắc lại từ làm quen, quen biết. 认识. Tôi không quen biết bố mẹ cậu. 我不认识你爸爸妈妈. Rất vui được quen biết bạn hai cách. 认识你很高兴. 很高兴认识你. Hãy nói lại, tôi đến giới thiệu. 我来介绍。我来介绍。 Hãy nghe từ một chút. 一下儿。一下儿。一。一。下儿。下儿。 一下, 一下. Từ yi có nghĩa là một trong tiếng Trung. Khi đọc cùng thanh 4 sẽ đọc thành thanh 2. Giới thiệu một chút. 介绍一下。介绍一下。 Tôi đến giới thiệu một chút. 我来介绍一下。我来介绍一下。 Anh đến giới thiệu một chút. 你来介绍一下。你来介绍一下。 Hãy nói. Đinh Lực Ba, cậu đến giới thiệu một chút.
丁立波，你来介绍一下。丁立波，你来介绍一下。Thầy giáo Lưu, thầy đến giới thiệu một chút. Liễu lão sư, nǐ lái jiè shǎo yī xiǎ. Liễu lão sư, nǐ lái jiè shǎo yī xiǎ. Các bạn đến làm quen một chút. Nǐ men lái rèn shí yī xiǎ. Nǐ men lái rèn shí yī xiǎ. Chúng tôi đến làm quen một chút. Wǒ men lái rèn shí yī xiǎ. Wǒ men lái rèn shí yī xiǎ. Tôi đến giới thiệu một chút. 我来介绍一下。我来介绍一下。Hãy nói lại, chào các em. 同学们好。同学们好。Chúng em chào thầy. 老师好。老师好。Hãy nhắc lại, tôi họ Đinh, tên là Đinh Lực Ba. 我姓丁，叫丁立波。我姓丁，叫丁立波。Hãy thử nói, thầy họ Lưu tên là Lưu Minh. 我姓刘，叫刘明。我姓刘，叫刘明。Anh họ gì? 你姓什么? Xin hỏi quý tính đại danh của anh. 请问您贵姓? Hãy nói, thầy đến giới thiệu một chút, thầy họ Lưu tên là Lưu Minh. 我来介绍一下，我姓刘，叫刘明。我来介绍一下，我姓刘，叫刘明。Hãy nghe từ Đông Phương. Đông Phương. Đông Phương. Đông. Đông. Phương. Phương. Đông Phương. Đông Phương. Đại học Đông Phương. Nguyên văn là Đông Phương Đại học. Đông Phương Đại học. Đông Phương Đại học. Hãy nói Đại học Ngoại ngữ. Ngoại ngữ Đại học. Học viện ngôn ngữ. Ngữ nhân Học viện. 语言学院 Đại học Đông Phương 东方大学 Giáo viên của Đại học Đông Phương 东方大学的老师 东方大学的老师
Tôi là giáo viên của Đại học Đông Phương. Tôi là giáo viên của Đại học Đông Phương. Tôi là giáo viên của Đại học Đông Phương. Tôi là giáo viên của Đại học Đông Phương. Tôi là Tôi là học sinh của Học viện Ngôn ngữ. Tôi là học sinh của Học viện Ngôn ngữ. Tôi là học sinh của Học viện Ngôn ngữ. Tôi là giáo viên của Đại học Ngoại ngữ. Tôi là Ngoại ngữ Đại học của giáo sư. Tôi là Ngoại ngữ Đại học của giáo sư. Hay nói, thầy đến giới thiệu một chút, thầy họ Lưu, tên là Lưu Minh, là giáo viên của Đại học Đông Phương. Tôi lại chia sẻ một chút, tôi xin Liu, gọi Liu Minh, là Đông Phương Đại học của giáo sư. Tôi lại chia sẻ một chút, tôi xin Liu, gọi Liu Minh, là Đông Phương Đại học của giáo sư. Hay nghe cách nói, tên. Miếng dự. Miếng. Miếng. Dự. Dự. Miếng dự. Miếng dự. Tên gì, nguyên văn là, cái gì, tên. Sở mơ miếng dự. Sở mơ miếng dự. Hay nghe cách nói, anh tên là gì, nguyên văn là, anh gọi là cái gì tên. Nǐ jiào shí me míng zì? Nǐ jiào shí me míng zì? Anh họ gì? Nǐ xìng shí me? Quý tính đại danh của anh. Nín quê xìng. Nín quê xìng. Em tên là Đại Vệ. Hay nghe từ Đại Vệ. Đây là tên của một học sinh Mỹ. Tào Vệ. Tào Vệ. Tà. Tà. Vệ. Vậy, ta vậy, ta vậy, em tên là Đại Vệ. Tôi chào Đại Vệ. Tôi chào Đại Vệ. Hay nghe từ lưu học sinh. Lưu học sinh. Lưu. Lưu. Lưu học sinh. Lưu học sinh. Lưu học sinh của Đại học Đông Phương. Đông Phương Đại học của Lưu học sinh. Đông Phương Đại học của Lưu học sinh. Lưu học sinh của Đại học Ngoại ngữ. Ngoại ngữ Đại học của Lưu học sinh. Ngoại ngữ Đại học của Lưu học sinh. Lưu học sinh của Học viện Ngôn ngữ. Ngữ yến xuyên viện của Lưu học sinh. Ngữ yến xuyên viện của Lưu học sinh. Hay nói, em tên là Đại Vệ, là lưu học sinh của Đại học Đông Phương.
我叫大卫，是东方大学的留学生。 我叫大卫，是东方大学的留学生。 Bạn tên là gì? 你叫什么名字? 你叫什么名字? Anh là người nước nào? 你是哪国人? 你是哪国人? Tôi là người Mỹ. 我是美国人. Tôi là người Việt Nam. 我是越南人. Tôi là người Anh. 我是英国人. Người Canada. 加拿大人. Anh không phải người Trung Quốc à? 你不是中国人吗? 你不是中国人吗? Tôi không phải người Trung Quốc, tôi là người Mỹ. Tôi không phải người Trung Quốc, tôi là người Mỹ. Bây giờ hãy trả lời các câu hỏi sau theo nội dung của bài. Liu Ming shi lao shi ma? Liu Ming shi lao shi ma? Shi, ta shi lao shi. Liu lao shi shi wai yu da xue de lao shi ma? Liu lao shi shi wai yu da xue de lao shi ma? Bushi, ta shi dong fang da xue de lao shi. Bushi, ta shi dong fang da xue de lao shi. Da wei shi zhongguo ren ma? Da wei shi zhongguo ren ma? Bushi, da wei shi meiguo ren. Bushi, da wei shi meiguo ren. Da wei shi wai yu da xue de liu xue sheng ma? Da wei shi wai yu da xue de liu xue sheng ma? Bushi, ta shi dongfang da xue de liu xue sheng. 不是，他是东方大学的留学生。陆雨萍是中国人吗？ 陆雨萍是中国人吗？ 是，他是中国人。是，他是中国人。Bài học này đến đây là hết.